Xin chào các bạn nha. Các bạn biết mình đi đâu không? Mình có một cái bí mật nha, dự án bí mật. Hồi nãy dạ mình đi theo mình không có cho. Các bạn xem thử thách mình được này là gì nha. Đây. Bây giờ mình với cháu mình hai thầy trò lên ruộng các bạn. Bây giờ chưa có mưa nữa, nắng lắm, đồng bạc ngát luôn, đen thui luôn, đồng đen thui luôn, quay rồi lên rồi, quá quá trời mát rồi, lên bờ kinh 200 quá mát rồi các bạn ơi. Đây sẽ là cái đồ nghề của mình. Ở đây Liêm, ở đây giới thiệu đi, đồ nghề mình là gồm có cái gì? Cái len cây bay, rồi còn sao không, còn còn đèn cây nè, ống hút nè, có đèn cây nè, có ống hút nè đó, rồi cái nắp nữa, cái này là cái chân bánh nè các bạn, cái nắp nè, chân bánh. Rồi lỡ rồi giới thiệu với bạn luôn nha, hôm nay là sinh nhật của vợ mình nên là mình muốn làm một cái bánh tặng cho vợ mình, mà cái tiệm bánh này không đóng cửa, không có bán luôn các bạn, thật sự là không có bán luôn, không mua bánh được luôn, nên là mình sẽ quyết định làm một cái bánh ha. Đó, đây là những dụng cụ mình sẽ làm cái bánh tặng cho vợ mình, các bạn cùng xem mình làm cái gì ha, thì có ra cái bánh không nha. Đó, mình cũng chẳng biết trên này có đất sét hay không, nếu mà cứ lên đây đi rồi tính, tại lên đây là nó không có người, không có người ta đó, mình dễ làm, thêm đi tìm đất sét nha các bạn. Rồi mời các bạn xem thành quả cái bánh nha, coi như thế nào nha. Đi có hai cái trò các bạn, nó cũng phải không có caramel nữa. Giờ đi đào đất hả? Đi bắt đầu. Đất có đất nào nặng được không? Đất này nặng lên Liêm. Nè nè, dấu mình mới giờ đạp dò xuống đó. À, giờ mình phải kiềm cái đất nào nó dẻo dẻo các bạn. À, dẻo dẻo đó 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 đó. Đó. Được không? Nè nè, cái đất này mình mới dính đạp rồi nè. Thôi nhồi là nặng được nè, được không? Được phải không? Rồi giờ mình lột, việc đầu tiên mình phải móc đất nha các bạn ơi. Anh quên lấy cái bao của mình. Cái miếng này đó, miếng này đựng đất luôn đó, kê lên cái nắp để mình lấy đồ đựng. Bây giờ là mình xuống sông mình lấy đất các bạn ơi, xuống sông mình lấy đất. Lấy đất xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình nặng thôi. Có cái máy này, em lên đây, có mặt bằng à? Ủa đốt cá, miếng cá bỏ đi gì? À, bao đốt đồng à?
mình sẽ làm bánh chỉnh khuôn này các bạn. Đương nhiên rồi. Mình chọn được cái địa điểm này bạn ơi, chọn cái địa điểm mà giờ đây mình làm cái này, đặt đất vô đi, hôm nay chơi xịn bữa, đặt đất vô, đây là cái khuôn nha, cái khuôn bánh nè, sao mình làm cái này xíu này vô, làm cái này đi, xíu mình nó rẫy lên cái này, lắp luôn mà, lắp lấy diện, lắp luôn đó. Giờ dính luôn đây là bột trong nè. Đúng không? Là bột trong nè. Đó. Dẻo dẻo vậy đó. Chắc tùm lum. Thank you.
mình vẽ chữ lên các bạn ơi, không vẽ chữ bây giờ là nó sẽ bị khô luôn, hết vẽ luôn. Đó, vẽ chữ đi. Trang trí mình hồi đó giờ mình không biết trang trí sao nữa. Có lấy đại cái này làm viết nha các bạn. À, mình viết chữ lên nha. Mình viết chữ lên. Chữ gì vậy? Happy birthday gì vậy bạn? Ok. Viết đại đi. Này này cũng hơi nhỏ à. Mình đã hoàn thành xong cái bánh này các bạn ơi. Đó, mình chắc mình thêm trang trí một tí xíu nữa nhưng mà cơ bản là cũng hoàn thành rồi. Đó, cảm giác của mình rất là vui. Dù cái bánh nó không được đẹp lắm mình cũng tạm hài lòng gì đó đấy các bạn. Đó, coi như cái sản phẩm đầu tiên. Phẩm đầu tiên mà làm người đất các bạn. Anh cũng phải làm gì luôn, anh đang nãy mình có suy nghĩ làm cái đường viền mà mình vẽ xấu quá các bạn ơi. Mình có muốn một cái sáng kiến là mình cắt cái ống này, cái nắp này ra. Mình sẽ vẽ đường viền bằng cái nắp này. Mình sẽ vẽ đường viền bằng cái nắp này. À, các bạn xem cái bánh nó sẽ nhìn nó khác đi không nha. Trang cố gắng mình sẽ trang trí là hơn một chút xíu nữa. Vì hai người chồng mình cũng không có khéo tay nữa, con không biết sao làm gì ha, dòng vợ mình sẽ vui. Đó. Nãy làm điều gì mà nói xấu quá, thôi làm lại cho đỡ xấu hơn. Đó. Đặt cái này.
Mời các bạn cùng xem lại. Hai. Đó. À. Hấp đi bên đây vợ yêu thì 4/4/2020. Đó, mặc dù nó hơi mờ, cũng nó không được đẹp mấy nhưng mà cũng là công sức của hai thầy trò. Đó, cũng hy vọng là vợ mình sẽ vui vẻ. Đó, vì của cháu mình nó sẽ vui vẻ. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip ha, clip thử thách làm bánh kem bằng bánh kem bá đạo bằng bằng đất nha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn các bạn trong clip sau. Xin chào. Quay đâu vậy trời? Xin chào trời. Rồi, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Ta đang cầu nguyện luôn á nha. Mon đang cầu nguyện luôn nè. Mon đang cầu nguyện nè. Cầu nguyện đi. Rồi. Mon cầu nguyện. Rồi Mon phải đang cài giúp mẹ nha. 1 2 3. Trời ơi xin lỗi. Trời ơi. Cái bánh kem đi. Mở đèn đi. Mở đèn cái bánh kem. Vỗ tay cho cái bánh kem đi. Ha ha ha.